Rồi, hello em nha. Nay tối thứ năm ngày 4 tháng 7 nha em ơi. Tối nay em lên cho em xem thêm một top giáp Mỹ nha. 4 tháng nha em ha. Hôm nay Đồng Nai mưa tầm tã luôn anh em ơi. Cũng tranh thủ là mở ra quay cho anh em xem ha. Ngày nào cũng phải lên clip cho anh em để anh em đợi. Tụi này thì mới gần 4 tháng thôi nha anh em. Tầm từ một cái 2, cái 3, cái 4 rồi nha. Đó, dáng dấp ok lắm nha anh em. Cán mấy con này là chút xíu luôn nha anh em ơi. Cán nhỏ như cái đũa luôn á. Rồi, bốn em mái nha. Tốp này thì mái không anh em ơi. Chẳng để mấy con này tầm cái 92 kg nha anh em ha. Là lớp trứng so nha. Đó, dáng dấp rất là đẹp anh em ha. Thêm ba em mái nữa nha. Đó, ba em mái này, ba em mái dắp bươi chà nha anh em. Đó. Lưng vai tốt ha, lông chắp sát lắm nha anh em. Cao. Rồi, top này thì em cứ để 800 một em nha. 800 một em thôi. Anh em nào bắt một cặp là em đã bao phí xe cho anh em luôn rồi. Giao về tới nhà anh em luôn ha, ở bất kỳ tỉnh nào luôn. Toàn bộ khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Sài Gòn ha, Đồng Nai đầy đủ hết. Rồi, còn một em trống duy nhất thôi nha anh em. Top này là tới 8 con. 7 mái, một trống nha. Rồi, trống xanh que nha anh em. Cái 6 rồi đó. Dáng dấp đẹp anh em ha, lông lá bốc bảy nha. Em quay lúc này là 5 giờ chiều rồi đó. Mà thấy rất là đẹp ha. Tính là sáng mai mới quay cho anh em á, mà sợ anh em nôn quá thôi em quay lên luôn. Rồi, 800 thôi nha. 800 một em. Rồi, bao đớt thêm khuyến mãi cuối cùng cho anh em luôn. Đó, em còn một em trống que đỏ trên vàng đó nha anh em. Anh em nào có bắt 3 mái em tặng cho em con trống này luôn. Con này thì em mới xử lý cái ké dưới lườn nó xong rồi ha. Đó. Con này thì em không bán ha, em tặng thôi. Anh em nào bắt 3 em mái là em tặng cho anh em con này luôn. Đó, tặng luôn chứ không bán nha. Mặt mông rất tốt. Rồi, ai comment thì alo em ha. Khung mấy anh trống là trên 3 kg nha anh em ha. Đó, đóng mông rất là đẹp nha anh em. Rồi, ai comment thì alo em. Chào anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ.